Dạ vâng, xin chào các bác ạ. Hôm nay thì em Tài lên hình để giới thiệu đến các bác và anh em về một mẫu dòng quản lý nguồn rất chi là quen thuộc đến các bác và anh em. Đối với dòng quản lý nguồn này thì bên cửa hàng em đã bán rất là lâu năm này, từ phải đến 6 đến 7 năm nay. Đối với dòng quản lý nguồn MBS900 Pro này, dòng quản lý nguồn 3 tầng lọc mà bán cực kỳ chạy đối với dòng này. Nếu mà tính đến bây giờ mà bán phải lên đến hàng ngàn chiếc nhớ các bác nhé. Và đã rất là vui mừng là đã được sự ủng hộ nhiệt tình của các bác và anh em và đánh giá chất lượng đối với dòng quản lý nguồn MBS900 Pro này cũng cực kỳ tốt. Và ngày hôm nay thì bên em vừa mới về một lô hàng trị giá là gần 300 chiếc nhé. 300 chiếc quản lý nguồn MBS900 Pro. Thì nhân tiện hôm nay thì lên để quay clip và cũng như là thông báo hàng về cho các bác có thể tham khảo. Đối với dòng quản lý nguồn MBS900 Pro này thì đây là một trong những dòng quản lý nguồn mà em có thể khẳng định tự tin ở trên thị trường. Thứ nhất, giá rẻ. Thứ hai, chất lượng cho các bác có thể dùng. Và không phải ngẫu nhiên mà đối với dòng quản lý nguồn mà có 3 tầng lọc đấy, nhắc tới những dòng quản lý nguồn có 3 tầng lọc thì hầu như các bác đã sẽ nghĩ ngay tới dòng quản lý nguồn MBS900 Pro của bên cửa hàng em. Và đối với dòng quản lý nguồn này thì em sẽ review qua một chút cho các bác và cũng như là thông báo giá đợt này cũng tốt hơn rất là nhiều so với đợt trước. Tại vì là trong dịp Tết này em về số lượng là 300 chiếc nên là giá nó sẽ tốt hơn những đợt trước rất là nhiều nha các bác nhé. Đối với dòng quản lý nguồn là một trong những thiết bị nhỏ nhưng mà cũng cực kỳ quan trọng đối với bộ dàn karaoke của các bác và anh em. Thứ nhất là đối với dòng quản lý nguồn, bình thường những dòng quản lý nguồn khác thì nó sẽ có thứ nhất là chức năng bảo vệ bộ dàn này. Thứ hai là giúp các bác bật tắt thuận tiện, không bị loa bị nổ hết loa. Đấy. Và thứ ba là một số mẫu quản lý nguồn nó sẽ có thêm tính năng là tính năng lọc nguồn, lọc nhiễu nữa. Đấy là một trong những cái mà trên những dòng quản lý nguồn hiện tại bây giờ là số ít ở trên hiện tại bây giờ là những con quản lý nguồn đời mới có nha các bác nhá. Không phải là các bác cứ thấy quản lý nguồn mà có lọc nhiễu mà ấy đâu, nó tùy theo cái chất lượng nữa nha các bác nhá, tùy theo chất lượng. Đấy, và bên em là về được số lượng nhiều mà giá tốt cho các bác có thể đầu tư. Thì các bác có thể thấy là thiết kế là vẫn là giữ nguyên là mặt phanh nhôm màu đen. Và hai bên này thì các bác có thể thấy là hai cổng luôn luôn có điện. Đấy, tức là kể cả khi các bác tắt nút nguồn tổng ở đây đi thì trên hai cổng này thì sẽ vẫn luôn luôn duy trì có điện. Và hai cổng này thì giúp các bác có thể cắm những thiết bị karaoke như là cắm tivi này hay là cắm wifi thì các bác có thể sử dụng sang cắm trực tiếp bằng hai cổng này, là hai cổng trước. Và ở trên cái hai cổng này thì nó sẽ có thêm một cái nẫy nhá. Đây là nẫy chống giật nha các bác nhá. Nẫy chống giật dành cho trẻ em này. Nhà bác nào mà có trẻ em thì cực kỳ lo và sợ đối với những cái mà cái dòng mà không có cái nẫy. Đấy, trẻ con nó hay rất là thò tay vào đây này, hay chọc tay vào đây. Thì ở trên nhà hãng MB Audio thì đã thiết kế thêm hai cái nẫy chống giật cho các bác có thể tránh cho trẻ em khi cắm vào đây. Đấy, thò tay nó được bảo vệ an toàn. Một cái nó tuy nhỏ thôi nhưng mà nó thể hiện cái sự tỉ mỉ của hãng MB Audio nha các bác nhá. Và phía trên này thì nó sẽ có một đồng hồ, là đồng hồ đo điện. Đấy, đo điện áp hay là đo nhà các bác đang chạy. Bình thường các bác đang chạy là 220V, còn bình thường nhà bác nào mà gần ví dụ nhà em gần trạm biến áp nó sẽ gần lên đến tầm 230V nha các bác nhé. Dòng điện cực kỳ khỏe và ổn định đối với trong khu vực thành phố. Và các khu vực này là nút mềm để các bác khi tắt, đấy, bật tắt, đấy, nút đây là nút nguồn tổng. Các bác nếu mà khi các bác tắt thì các bác chỉ cần tắt bằng một nút nguồn này thôi. Đấy, các bác chỉ cần tắt này, thấy chưa? Bật tắt chỉ đúng bằng một nút nguồn duy nhất là nó sẽ tắt theo thứ tự. Và cái cắm như nào thì tí nữa em Tài sẽ hướng dẫn cho các bác nhé. Để các bác có thể cắm nó sẽ đúng thuận tiện cho bộ dàn karaoke của các bác. Đấy. Và đây là cái CB. CB khi các bác tắt đi xong các bác gạt cho em. Đấy, nó sẽ tắt hết tất cả nguồn điện, bảo vệ thiết bị an toàn. Đấy. Rồi bây giờ em sẽ quay đằng sau để các bác có thể nhìn thấy này. Dòng này thì nó sẽ có cái đằng sau thì nó thiết kế cũng giống như những dòng quản lý nguồn khác trên thị trường. Sử dụng lên đến 8 cổng đằng sau nha các bác nhé. 8 cổng đằng sau. Và cái cắm như thế nào nó gọi là đúng, cái cắm như thế nào nó gọi là hợp lý đối với một bộ dàn mà các bác cắm đúng, nó sẽ không bị nổ lên loa. Nếu nhà bác nào mà có súp điện nhá, súp điện này, các bác chú ý cho em có hai trường hợp. Một là nhà bác nào có súp điện
Thì các bác cắm xúc điện cho em ở cổng 8. Cổng 8 là cái cổng cạnh dây nguồn này này. Cạnh dây nguồn này sẽ là cổng 8 này. Còn nhà bác nào mà không có xúc điện đấy, thì các bác cắm đẩy cho em ở cổng 7, được chưa? À, cắm đẩy cho em ở cổng 8, được chưa? Nếu nhà có xúc điện thì cắm ở cổng 8, đẩy cắm ở cổng 7. Còn nhà mà không có xúc điện thì cắm đẩy ở cổng 8. Còn lại đằng sau các bác cắm không cần theo thứ tự. Quan trọng nhất là thiết bị lớn nào mà để đưa được công suất lên loa thì các bác hãy cho ưu tiên thiết bị đó ở đầu nguồn, là cạnh dây nguồn để nó bật tắt. Bật thì là bật cuối cùng, còn tắt là tắt đầu tiên nha các bác nhé. Rồi ok, đấy là không qua cái cắm mà cái dây nguồn các bác nhìn ấy, đối với dòng quản lý nguồn ấy nó chịu tải cực kỳ lớn, nên là cả một bộ dàn thì các bác thấy dây nguồn rất lớn này, được chưa? Phích cắm này, dây nguồn liền nhé, cực kỳ lớn nhé, rất là chất lượng. Và dòng quản lý nguồn này là đây là một trong những dòng quản lý nguồn mà có 3 tầng lọc nha các bác nhé. Có 3 tầng lọc. Tại sao ở đây là em nhấn mạnh là 3 tầng lọc? Bởi vì thứ nhất là một tầng lọc nguồn Mexico, thứ hai là một tầng lọc bằng tầng lọc cuộn cảm, ở đây là tầng lọc nhiễu, và thứ ba là tầng lọc tụ nha các bác nhé. Là tổng 3 tầng lọc, giúp cho các bác cái nguồn điện của các bác khi sử dụng nó sạch hơn, và tín hiệu nhạc nó sẽ sạch hơn và chống được ù xì ra loa. Đấy là 3 tầng lọc. Và đây là các relay các bác nhìn nhé, sáng quáng này nha. Đấy, đồng này, đồng cảm rất sáng, chưa? Rất là chất lượng. Đối với dòng này em bán cực kỳ nhiều, lên đến hàng ngàn chiếc rồi, được rất nhiều các bác và anh em tin dùng đối với dòng quản lý nguồn MB S900 Pro này. Và đối với một dòng quản lý nguồn chính hãng của hãng MB Audio hiện tại, như ngày xưa mà các bác mua giá mà rơi tầm 1,9 triệu cho đến 2 triệu đồng, thì hiện tại bây giờ trong thời dịp mà gần Tết mà em về được khoảng 300 chiếc nha các bác nha. 300 chiếc thì hôm nay em sẽ xả cho các bác còn với giá là 1.550.000 đồng nha các bác nha. Một chiếc đối với dòng quản lý nguồn MB S900 Pro này. Còn nếu các bác mà lấy đối với số lượng mà nếu mà các bác lấy mà cần bao ship thì hỗ trợ giúp em 50.000 nữa. Đấy, tổng là 1.600.000, thì bên em sẽ bao ship toàn quốc cho các bác đối với dòng quản lý nguồn MB S900 Pro này. Đấy, thì bây giờ các bác mà mua thì tại vì em về là số lượng nhiều nên là giá cũng tốt hơn là trước rất là nhiều nhé. Rẻ hơn là khoảng hơn 300.000 đối với dòng quản lý nguồn MB S900 Pro. Rồi ok, đối với dòng quản lý nguồn chất lượng như này thì các bác hãy nhanh tay gọi điện cho cửa hàng Hiếu Minh bên em qua số điện thoại hotline 0982352313 để ring cho mình một dòng quản lý nguồn chất lượng mà giá cực kỳ hợp lý để các bác có thể đầu tư. Rồi, và em xin phép kết thúc clip từ đây. Hẹn gặp lại các bác trong các clip tiếp theo của bên cửa hàng em nhé.